Ruby và Sio sẽ thử thách 24 giờ xưng hô nhau bằng tên thật trong Minecraft. Quỳnh ơi! Quỳnh nghe ẩu nha Quỳnh! Và tụi mình sẽ hóa thân thành những con linh vật là một bé mèo và một chú sói để có thể mà cùng nhau sinh tồn thật là thú vị nha anh em. À đúng rồi, anh em hãy dừng khoảng chừng là 5 giây để mà comment rồi đón xem tên thật của Nip Ruby và Siro là gì nha anh em. Anh em nào mà đón đúng thì tôi sẽ tìm comment đó của anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Anh có thấy là ngày hôm nay chúng ta khác biệt ở chơi đâu? Đâu? Anh biết em là con mèo, em có bốn mao. Anh đánh em về em có... Các bạn Ê, cô ơi, em biết gì không cô? Gì? Em là con mèo trắng, anh đánh em thành con mèo đỏ luôn rồi. Ủa là sao? Em là hình của anh đang thấy em là con mèo màu đỏ. Vậy? Em là con mèo đỏ hả? Ủa, nói chung với các bạn ơi, ngày hôm nay các bạn có thấy là mình là một chú mèo 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 mèo, còn Rô sẽ là một con chó. Trò chó. À, thì nói đùa với anh em chứ, ngày hôm nay là mình, anh biết không, ngày mai em rủ anh vô làm gì không? Làm gì? Đó, nếu mà dành cho những ai chưa biết thì anh biết tên thiệt của em tên là cái gì không? Tên thiệt của Ruby tên là Nguyễn Châu Kim Bành Thị Toàn Ten Đảnh Chu Gãy Cẳng. Anh điên quá à. Đó, anh nói lại một lần nữa, tên thiệt của em tên là gì? Nhanh. Tên thiệt của em tên là Nguyễn Châu Kim Mèo. Đó, thì đúng rồi các bạn ơi, tên thiệt của mình tên là Nguyễn Châu Kim Quyền. À, đó, còn anh Vô là tên thiệt của anh Vô tên là Huỳnh Hiên Tan. Nên là ngày hôm nay em có thử thách cho chúng ta đó chính là trong trận sinh tồn ngày hôm nay em anh phải xin nhau bằng tên thật, ok? Ê Quỳnh ơi, Quỳnh ơi! Quỳnh ơi, mày đi chặt cây Quỳnh ơi! Đi chặt cây Quỳnh ơi! Ok anh Tân ơi! Anh... Sao em nhìn thấy anh màu đỏ? Nhìn sao mày đánh anh? Anh nhìn thấy mày cũng y chang vậy á. Vậy bây giờ... Ủa làm sao để cho anh hết vậy? Trời ơi! Hà mình còn tăng thêm độ khó là tại vì mình cứ gọi kiểu tên thiệt với nhau các bạn. Nên là mình sẽ tăng thêm độ khó là tụi mình sẽ giả danh là một cái con linh vật của nhau. Linh vật của mình là con mèo, còn linh vật của anh Rô là con sói nha các bạn, không phải là con chó nha. Mình nói con chó xíu anh Rô nó đánh mình nữa. Không, quên, em mới gọi mình tên thiệt. Quỳnh ơi, Quỳnh nghe ẩu nha Quỳnh. Cái gì vậy đó anh Quỳnh Tân? Quỳnh ra tự thấp gọi tên thiệt mà Quỳnh kêu Go là Quỳnh ẩu nha Quỳnh. À, chính là anh Go mà. Đâu rồi, anh Go nữa. Anh Go đâu rồi? Anh Go nữa. Ủa? Chưa. Quỳnh ẩu đó Quỳnh, Quỳnh rất ẩu đó Quỳnh. Em chưa quen, em xin lỗi anh Tân. Tân ơi, anh Tân ơi. Em đói quá, em đói quá anh Tân mua cho Quỳnh ăn gì vậy? Kệ Quỳnh chứ, giờ Quỳnh tự đi, Quỳnh lấy đồ ăn đi chứ Quỳnh kêu Tân làm gì Quỳnh? Trời, mắc cười quá à. Hề luôn, hề mình rất là... Ủa mắc cười chỗ nào Quỳnh? Mình tự nguyên, mình tự cười luôn Quỳnh. Trời à! Mày cười. Yeah. Sao nhìn con mèo này nó các bạn có thấy nhìn con mèo này nó mắc cười nhưng mà không sao các bạn không mắc cười mà anh Vô. Anh Tân cứ gọi được, tên được. Đi. Không phải. Anh biết cái gì em? Anh biết cái gì em anh Tân? Tại vì là em có thói quen, tại vì em với anh biết là em với anh là mấy năm nay là toàn gọi nhau bằng biệt danh đâu mà chứ có bao giờ gọi nhau bằng tên thiệt đâu, anh hiểu không? À, vậy mà Tân vẫn gọi Quỳnh được, mà Quỳnh gọi Tân bằng Go biệt danh là Quỳnh ẩu Quỳnh. Ủa giờ anh đâu rồi? Tân đang lên núi kiếm heo lấy thịt cho Quỳnh ăn. Ok, mình sẽ chờ Tân dưới đây nha. Mình sẽ làm cho Tân một đống đồ để Tân lấy Tân làm nha Tân ơi. Này nha Quỳnh nha, để Tân nói cho Quỳnh biết nha. Dù Quỳnh có kêu bằng tên thiệt thì Tân vẫn lớn hơn Quỳnh nha. Đại từ xưng hô anh đâu? Không, Quỳnh không thích kêu vậy đâu Quỳnh. Đại từ xưng hô anh đâu? Yeah, ok, anh Tân. Đấy, thì nói chung là bây giờ vẫn là sinh tồn bình thường như các bạn. Nhưng mà chỉ khác đó chính là tụi mình sẽ hóa thân thành là những con linh vật của tụi mình đó. Rồi thêm là kêu bằng cái tên vậy thì nó hơi
Lúc đầu thì nó sẽ là hơi không quen tí, nhưng mà từ từ rồi các bạn cũng sẽ quen thôi. Đó, phải không Minh Tân yêu dấu? Ai xíu nữa là tao chém mày đó Quỳnh. Mất gì anh chém em? Tại tao nhìn mày tao tưởng con heo. Mất vậy mà con heo trong kia màu trắng. Đâu có, mày màu đỏ. Ủa em màu đỏ hả? Nhưng mà em thấy anh là màu trắng mà. À, Tân thấy Quỳnh màu đỏ. Vậy là anh có cái gì với em nhưng mà anh thấy màu đỏ phải không? Hồi nãy tao tái với cái đầu mày á. Anh Tân ơi. Đây. Anh hát cho em nghe được không anh Tân? Giờ cờ bầu trời đêm ngang sao to xác, chân giáp cho lòng anh và em. Đâu? Em tưởng anh là con gì? Ê, bây giờ anh Tân ơi, anh chứ. Và bây giờ tôi đang thấy một chú sói đang bị một con zombie rồi. Trời, sói đi đào hang. Không sao. Đó, cắn zombie luôn à. Ồ, ghê. Bây giờ em sẽ đi, anh có đói không? Không. Bây giờ để em Quỳnh đi làm đồ ăn cho anh Tân ăn nha. Không cần. Ủa kìa. À, đồ sao? Ăn Quỳnh làm dở lắm. Quỳnh làm đồ ăn dở muốn chết. Vậy là anh... Ây! Anh đâu? À. Cô nữa. Ai lỡ? Anh Tân. Trời. Con skeleton nó vừa mới đấm em á. Để Quỳnh. Ê kỳ ba, anh trong cái vai diễn lần này là anh phải bảo vệ em chứ. Không, tự nhiên phải bảo vệ Quỳnh. Tân là Tân, Quỳnh là Quỳnh. Tân phải sống cuộc sống của Tân, Quỳnh phải sống cuộc sống của Quỳnh. Tại sao Tân lại phải sống cuộc sống của Quỳnh? Gì kỳ vậy? Thì trong clip này các bạn có thể nghe Quỳnh nói như thế nào. Nghe Quỳnh cứ ho ho thì các bạn có thể xin lỗi các bạn là tại vì Quỳnh đang bị bệnh. Quỳnh đang bị đau nhất đó các bạn. Ôi, đi quá. Đi quá. Mình không có, các bạn đừng có nghe anh Tân nói xàm xí lú nha các bạn. Tại vì đừng bao giờ tin lời của anh Tân nói. Tại vì anh Tân lúc nào cũng kiểu muốn các bạn thấy Tân lừa các bạn bao giờ chưa? Chỉ có Quỳnh lừa các bạn ơi. Quỳnh không bao giờ lừa các bạn cả. Có chỗ qua đền Quỳnh ơi. Vậy anh tìm được cái chỗ qua đền. Anh nghĩ là mình chơi được qua đền không? Từ từ cho em xuống chơi ấy. Trời được, bởi vì bây giờ mình là súc vật mà, mình đâu phải người đâu, mình đang đánh mình. Các bạn có thấy bao giờ thấy có người tự nhận mình là súc vật không mà thực ra tụi mình là súc vật thì mà ok. Cho em đi xem mấy con vua đền nữa. Đợi em. Và cà bao trời đêm ngang sao to sáng, chân giáp cho lòng anh và em. Mỗi khi anh Tân hát là em lại là anh lại làm em ho là nhiều, anh Tân có hiểu không? Ui Quỳnh ơi, chỗ này là anh City luôn Quỳnh ơi, chứ không phải là chỗ Hường nữa Quỳnh ơi. Đâu anh Tân đang đâu? Em tới với anh Tân. Anh Tân ở đâu? Anh đang ở một nơi rất xa. Ừ, tính ra thì ông nói luôn đi là ông đang ở đâu đi để tôi qua với ông mà. Ông cứ anh đang ở một nơi. Không nói đâu, tại vì giờ đang nấu đồ, giờ mà kêu Quỳnh qua Quỳnh lấy hết sắc của anh không được. Thì kiểu gì anh cũng phải nhường em, tại vì lúc nào anh cũng phải. Ôi em không biết anh ở đâu á, nhưng mà cho em đi chung được không? Không. Ê, đây nguy hiểm lắm luôn á. Anh hứa là anh bảo vệ em, xong cuối cùng anh ở đâu? Anh Tân bỏ rơi em, đúng là ở đâu? Nào hứa anh không hứa mày, mà đừng ăn không có rồi. Anh đúng là trong rừng có hổ và beo. Cái gì vậy? Gì trong rừng có hổ và beo vậy? Lại vậy không có. Lại vậy mày á. Ủa mất gì là em? À em thấy anh Tân rồi. Anh Tân ơi, em tới. À! Anh Tân ơi. Anh Tân. Ủa. Ê dưới đây có cái gì nè anh Tân? Gì? Ô em thấy được bên đây của con vô định rồi. Qua đen. Mày xuống dưới thôi rồi. Đúng rồi anh. Một xíu nữa mày bị nó tán cái không giờ phát nào tao không ok mày được nha. Thôi đâu ngu đâu anh đấy. Mình ngu một lần mình còn rút kinh nghiệm được. Còn cái này mình ngu nhiều lần quá thì mình cũng không rút kinh nghiệm được, anh hiểu không? Nên là bây giờ em sẽ mày rút kinh nghiệm. Là một trong những cái giống loài gọi là ngu không bao giờ thoát ra được. Thì cậy ta đây. Ê Zombie anh đâu? Alo anh Tân ơi. Đây anh có Tân nào đây đó anh. Ê tính ra em gọi anh để anh lần là anh cũng bảo em là khi nào mà em cần anh thì em hãy gọi anh ấy.
Sao ủa tao nói gì rồi nào? Ủa không có nói hả? Nói chưa, nói rồi. Trong rừng này có rồi ăn không, nó có mà. Có rồi vỗ bổ tìm leo mà. Không tin. Lộn rồi, là nó là cái gì á? Đó là bài nhạc của Đen Dâu. Ồ, đâu hát lại em nghe. Không. Vậy thấy gì dễ dàng chứ vậy? Tao Quỳnh ngu. À, anh Tân được lắm. Em nhớ mặt anh Tân rồi nha. Thì ra anh Tân là một con người như vậy. Mày em đó, mày làm được gì? Không làm được gì cả. Anh Tân đợi em đi chung được không? Mình có, em có. Ủa mà cái con linh vật của anh Tân là mấy máu vậy? 4 máu. Gà, em 5 máu. Gà, anh làm sao mà giống em được? Hay mà nãy giờ Quỳnh chết á. Dành cho các bạn chưa biết thì có thể biết xem lâu rồi, mình là một người chết đầu tiên. Giờ mình là... Cho Quỳnh chưa biết anh đã có kim cương rồi. Gì vậy? Nhầm, dành cho anh chưa biết thì em có sắt rồi. Trời, Quỳnh chứ anh có kim cương. Vậy anh có kim cương rồi, anh muốn đi chơi đánh với Vua Đình hả? Không, anh sẽ đẩy Quỳnh vô để Quỳnh đánh với Vua Đình. Cười quá. Nhưng mà anh có thể thử trước đi. Có gì em với anh sẽ thử nè. Bây giờ anh thấy không? Giờ với em với anh dụ con Vua Đình ra chủ nước nè. À, không, em với anh sẽ chơi nó. Ý tưởng không ta? Nó bắn xong mầm giòn cái mũi em quần. Thì nó cũng có thể đáng sợ thì đó, nhưng mà không sao. Em Nguyễn Ngâu Nghiêm Quỳnh nghe chạy trẻ bảo vệ anh Tân. Anh Tân nó làm anh cho em 50. Ai bảo vệ chứ, nghe Quỳnh kêu Quỳnh bảo vệ Tân là không tin rồi. Thì đúng là không tin thiệt, nhưng mà anh Tân cũng phải cho em một cái niềm tin mãnh liệt về bản thân em chứ anh. Mất gì anh không tin em. Không tin. Ừ, em đã có cái mũ rồi. Yeah, anh đã có cái mũ như em chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Tất nhiên em biết là anh sẽ chưa cái mũ giống như em rồi. Sao mà anh có cái mũ như em được? Nhưng mà không sao cả. Ủa, nhưng mà anh đang đâu vậy? Ai biết. Anh có thể nào mà lần là anh đi chơi sinh tập, anh đi chung với em được không? Anh cứ toàn bỏ rơi em không à? Anh không bao giờ đi giống em á. Thiệt. Nó chạy đây. Cái gì? Không. Mất cười quá. Nói chuyện như mèo. Đó sao nói chuyện như mèo được. Ai mất gì em nói chuyện không được, trong khi thường ngày em với anh vẫn nói chuyện bình thường. Chó ghét mèo. Chó ghét mèo, đáng lẽ con mèo phải ghét con chó chứ anh. Chó ghét mèo mày. Mất gì con chó phải ghét con mèo, trong khi là em mới là cái con mà phải ghét anh đầu tiên luôn á. Tính ra là em phải ghét anh đầu tiên luôn á anh Tân ơi. Anh nhầm lẫn. Mèo chảnh. Nhưng mà em có bao giờ chảnh với anh không? Anh nhìn lại cho em đi. Em mày chảnh lắm, gu chảnh lắm. Gu thứ nhất là chảnh, thứ hai là ngu. Em mất cười quá à. Các bạn dần luôn các bạn, dần luôn các bạn thấy không? Dần không? Gu ngu hả? À, tên anh cũng vậy á. Anh vừa mới gọi tên em phải không? Bây giờ anh hãy chịu hình phạt đi. Có phạt à? Phạt mày. Nãy giờ mày gọi hơi nhiều. Nhanh lên. Phạt không. Mày. Yeah. Mày ngu. Mày phạt mày. Mất gì em phạt cái gì, trong khi em bây giờ phạt em biết. Phạt mày. Phạt. Nhanh lên. Bây giờ em sẽ cho cái hình phạt nha. Nếu mà ai gọi tên biệt danh của nhau thì người đó phải khen người kia một cái câu gì đó thật là dễ thương. Đấy, khen một cái gì đó thật là ok chào. Anh biết là em sẽ bị phạt rất nhiều Quỳnh nè. Trời. Rồi bây giờ em sẽ trả cho anh nè. Đấy, từ để em chơi mấy con này cái đã. Yeah. Chơi. Chơi thôi. Yeah. Ok. Rồi câu đầu tiên em nha. Nãy giờ em nói lộn có hai lần, anh mắc cười quá. Hai lần mình nói lộn từ đầu tới cuối luôn á. Từ đầu vô là mẹ nói lộn rồi. Anh không có quá mày. Đính lương lẹo quá mày. Không có nha, nãy giờ là em không có nói, không có lộn cái gì nha. Các bạn khán giả đếm nha, các bạn khán giả đếm giúp cô nha. Từ đầu video nói lộn quá trời luôn. Không có vụ đó nha. Các bạn khán giả ơi, anh vô rồi đó. Sao lại có con Ripper ở đây vậy? Anh biết tại sao em lại ghét anh không? Tại vì ghét của nào, trời trao của đó. Ghê không? Trời ơi, tại chùm hả hính. Trời ơi, ghê không? Ghê. Chắc anh cần trao cho mày. Chắc anh cần trao cho mình.
thì em không cần anh trao cho em, thì bây giờ em đã làm xong nhiệm vụ của anh là em đã nó rồi đó. Em là em hơi là bị hạ hính, hơi bị ghê. Đây là anh đừng có mà. Ok, giờ tới anh khen Quỳnh đúng không? Đúng rồi, hãy khen em đấy. Nãy anh vừa mới kêu tên em. Ok, gọi Quỳnh là chùm lông nách. Vì nếu anh giật nó sẽ đau. Ê, rồi nó liên quan gì anh? Mày đúng không? Mày không biết giật lông nách mày đau không? Đau. Ủa rồi nó có phải là khen em đâu. Tức là khen mà. Bất gì anh gọi em là chùm lông nách. Thì đúng rồi, là em là chùm lông nách qua đúng không? Giật, nếu có ai giật em là anh sẽ đau. Đó, gọi em là chùm lông nách, nếu ai giật là anh sẽ đau. Đấy. Ấu à, câu gì đâu, xàm xàm điên điên, câu gì nó không có hay gì hết trơn à. Từ 10 điểm hành lịch. Quá là tệ. Anh là không phải là hại hết, nhưng mà bây giờ anh em đói quá. Anh hành lịch thế Quỳnh còn đòi gì nữa. Ghê quá à. Nghĩ ra gọi em là chùm lông nách rồi. Ok, bây giờ anh ở đâu rồi? Cho em đi qua chơi với anh nha. Không. Anh biết rồi, bây giờ em đói và em phải ăn thịt zombie nè anh. Trời ơi, anh có thịt bò để ăn rồi Quỳnh ơi. Cho em xin miếng nữa. Ôi ơi, ôi ơi. Chết cho em rồi Tân ơi. Tân ơi. Chết cho em rồi Tân ơi. Mày vừa hồi qua đâu đúng không? Không phải. Zombie con. Rồi xong. Nó có 7 con luôn anh ơi. Ê sao nó nhiều quá vậy? 7 con mà. Thiệt mà. Em giỡn hay là anh gì? Rồi em đã hót được mấy con Jimmy con rồi. Em phải đi tìm anh tại vì em đói lắm rồi. Thiệt mà anh Tân. Anh bỏ em nãy giờ mà anh không thấy nhớ em sao? Tại sao? Không. Em Quỳnh em tránh xa anh cảm giác vui lắm. Anh cảm giác kiểu cuộc đời này rất là màu hồng luôn. Anh bỏ Quỳnh như vậy Quỳnh buồn lắm. Em chỉ có là buồn nếu như mà không có anh tại vì mấy Jimmy nó gọi em hoài à. Trời ơi Quỳnh ơi. Hả? Anh kiếm được quá trời vàng giới sắc luôn. Wow. Cái chỗ con gua đình này nó to thực sự luôn anh ơi. Dưới lúc đồ Quỳnh ơi, xuống dưới lúc đồ Quỳnh ơi. Vậy là anh đang ở dưới gua đình đó hả? Đâu có, anh đang đi bên đây kiếm kim cương. Ui, ê, nó là cái cung điện luôn á anh. Ừ, thì nó là cái anh Trần City mà. Ui, nhưng mà thôi em sẽ đi tìm anh Tân. Tại vì em biết là dù em có chơi với mấy con gua đình này thì không có anh Tân thì em cũng vô dụng. Vô đó lướt táo vàng Quỳnh ơi. Thôi em sẽ đi tìm anh Tân. Đúng thực là mình không nên đi tìm anh Tân. Ừ. Tại sao lại vô đây? Anh Tân. Ý mà không ai đâu. Ăn đầu quá đình ơi. Anh Tân ơi, anh Tân có thấy là anh Tân đã làm một cái việc gì đó nó sai. Đúng là em không nên theo anh. Ê, đập cái cục kia Quỳnh ơi, đập cái cục kia Quỳnh ơi. Cục nào anh? À bên đây. Cục kia Quỳnh kìa. Từ từ. Đây để em đập cho. Mày đừng có đập. Hả? Mày đập ngu lắm đó Quỳnh. Mày đập cái cục trên mày không đập sao mày nhảy qua. Mày gây tiếng động đó Quỳnh, mày ngu thiệt đó Quỳnh. Ủa vậy hả? Cục này phải không? Mày rất ngu luôn á Quỳnh, mày ngu vãi nồi luôn á Quỳnh. Bây giờ đập nè, đó. Trời ơi, đập lỗi có một cục à. Yên tâm đi, em sẽ không Quỳnh đập... ngu. Thì em đâu biết là em phải đập cục nào đâu. Trời ơi. Vậy là mình nên em đập. Em chứ nữa là hai đứa về với ông bà luôn rồi. Đâu rồi, anh đâu rồi, anh đừng bỏ em nữa. Ở đây em có gì hết trơn à. Biết vậy nãy em không đi theo anh. Ủa bên đây có đường nè Quỳnh ơi. Mình có đập mấy cục này không anh? Cục gì? Nè mấy cục không, không đập mấy cục trắng trắng xin ra mấy con qua đền ơi. Ồ ok rồi, bây giờ em sẽ đi theo để bảo vệ anh. Anh có thể đi trên lên thì đi to được, đi trên lên đi to được. Em đập cục kia, em đập cục này. Cục nào? Em đập cục bên kia nhanh lên, giữ xếp lại, nhảy ngu. Đi qua đập cục bên kia nhanh lên. Mày ngu lắm Quỳnh ơi, mày ngu lắm Quỳnh ơi, rồi mày ngu lắm luôn Quỳnh. Mày ngu giả mê luôn Quỳnh. Em không biết. Tại vì em không biết mày. Đã kêu mày giữ xíu mày đi đi mày. Mày thả xíu mày đi. Em không biết. Em xin lỗi anh Tân. Được không? Anh Tân ơi, em xin lỗi anh Tân. Anh Tân ơi. Mày đứng yên đó, chờ cho đến khi nào mà nó biến mất.
Đây em đứng im rồi. Hình như đang tìm anh đó anh Tân. Mày ngu lắm Quỳnh ơi. Em xin lỗi anh Tân đó là dẻo. Em không biết. Này nghe thì đúng là này, em có lỗi rồi phải không? Mày siêu ngu đó Quỳnh. Thì ra tự nhiên nãy em vừa bước xuống cái tự nhiên nó hồi sinh ngay, con nói sao em biết được anh, nên là đó là... Ai vậy mày không giữ xếp? Mày đi xuống rồi mày còn thả với em gì? Còn không? Bây giờ mà có nắm lá ngó là tôi động hết chứ mồm con Quỳnh nè các bạn. Cái đậu xanh vậy đó. Ngu. Rồi mà anh Tân đừng giận bé Quỳnh mà. Bé Quỳnh miếng nổi rồi. Rồi bây giờ là nó có biến mất không anh? Con vui là nó có biến mất không? Nhưng mà em tranh thủ bên kia. Em tranh thủ cái chỗ bên kia. Em đập cái cục rồi xin ra nó đi. Rồi em sẽ đập. Anh yên tâm hãy tin em. Trời anh sao giống nó nhìn thấy anh quá vậy? Chứ nữa. Em sẽ đập. Anh yên tâm. Chạy đi anh Tân ơi. À. Anh Tân. Tao đây chạy mày. Hãy chạy đi anh Tân. Chạy vô mấy chỗ nước đó anh Tân ơi. Em. Cứu. Nơi sao mày ngu vậy Quỳnh? Thì đôi lúc cuộc sống này anh nghĩ anh hãy biết là chúng ta phải đôi lúc cuộc sống á, mày ngu là mày ngu nguyên cuộc đời này của mày là những sai lầm rồi mày không Quỳnh? Bây giờ thì em mày giữ ship liên tục cho anh. Em đang giữ ship liên tục đây, mỗi tay muốn chết luôn à. Bây giờ là mình phải đi đập mấy cục này hả anh? Vậy là em đi đập mấy cục bên đây phải không? Ấy hình như mình vẫn còn một con vua đành bên đây nữa phải không anh? Đúng rồi, hình như là nó xuống rồi. Này em sẽ đi tìm mấy cái trứng vua đành. Nhưng mà đi này nó biết còn lâu nó mới tới anh. Hay là hôm nay bây giờ em anh phải đi đập hết mấy cái chỗ triệu hồi vua đành luôn hả? Mấy cái chỗ gần đây thôi để mình đi mà lút rương thôi hiểu không? Ok. Đúng là cái này có bốn máu thì khó chơi lắm các bạn à, siêu khó luôn hề luôn. Ôi, là mấy cái rương nằm đâu anh? Mày đi kiếm từ từ sẽ gặp. Hình như em vừa mới nghe tiếng vua đình nó gần đây lắm. Vua đình nó lặn rồi. Nó lặn rồi á, nhưng mà sao em vẫn còn nghe vậy không? Vẫn còn thấy sao nó vẫn bóng tối. Bóng tối nó cướp em đi rồi anh. Em thấy bóng tối. Bây giờ nhiệm vụ của em là em đi em đập mấy cục này thôi. Mày đâu? Bên đây có hai cục nè, đập hai cục bên đây. Đây em đang đi đập đây. Đáng sợ quá, đúng là hang ổ của vua đình. Nếu mà anh nghĩ là sao, anh có nghĩ là chúng ta sẽ... Anh em nghe tiếng vua đình. Tao thì đang cố gắng tao đi để tao đập mấy cái cục này để vua đình nó không sinh ra. Còn mày thì mày đi mày làm mấy quần què vậy? Em đang đi tìm để đập nè. Nhưng mà hình như anh đập hết bên đây rồi. Anh đi rồi, em thấy anh rồi. Thôi mày ăn hãm luôn Quỳnh. Không phải là em ăn hại mà tại vì em đang đi tìm anh hiểu không? Tại vì mấy khúc bên đây là anh đập hết rồi. Làm sao mà em thấy được? Anh hiểu không? Cái gì vậy? Quỳnh kim cương. Cái gì vậy? Ủa là anh có được rồi hả? Quỳnh kim cương enchant. Là nó mạnh lắm hả? Mạnh chứ. Anh cho em được không? Không. Cái gì kìa? Anh phải cho không em. Cho mày. Không. Mày đây em đã đi đập bên đây rồi. Anh yên tâm đi. Em lại là một con mèo thông minh. Mỏi tay quá. Dạ mày vẫn ngu. Thì lâu lâu thì anh biết là chúng ta phải đôi lúc chúng ta phải ngáo để cho biết cuộc đời này chúng ta đã trải qua những gì thăng trầm này. Đi tìm rương tiếp sau đó là đi đánh đập mấy cái cục gần mấy cái rương để đi lút đồ. Đây em đang đi tìm mà không thấy cái rương nào nè anh. Để coi rương ở đâu ta. Như là ở nằm bên kia anh ơi, nó không có nằm bên đây thì phải. Ô có một cái rương bên đây nè. Anh vừa phát ra tiếng nặng phải không? Đúng rồi. Ô có một cái rương bên đây. High school. Ồ, thuốc hồi phục. Ồ. Cho em được không? Không, anh dùng hết rồi. Ê, nếu mà mình đặt mấy cái này mình đi vẫn nghèo phải không? Nhưng mà nếu mình đặt mấy cục trắng trắng thì nó sẽ không sinh ra vua đền hiểu không? Ok em hiểu rồi. Nhưng mà đây mình đập hết rồi phải. Tiếp xuống. Đây em tiếp nè. Ê, chém mấy rương này đi. Anh Tân. Ở đó cho em đó. Đâu. Ủa sao nó không có gì hết trơn vậy? Đồ đóng rồi không có.
Sách được phù phép hả? Ê, nhưng mà nó không có gì hết trơn luôn á. Có một đống đồ đó. Anh Tân đã lấy rồi phải không anh Tân? Chưa. Em vừa mới phát hiện là anh đã lấy cái gì đó nữa phải không? Đi qua đây lo đập cái cục bên đây đi nè. Đây em đang qua anh đây. Anh vừa mới thấy sao mà anh màu đỏ phun người luôn anh Tân ơi. Đúng rồi. Nào em sẽ đi qua hiểm trợ cho anh bên đây nè. Anh đập cái cục ở trên đây, em đập cục bên đây cho. Ê những cái gương đó bên kia anh ơi, có hai ba cái gương bên kia kìa, em thấy con cái gương. Ừ đập mấy cục ở gần trước đã. Đây đây yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh Tân. Anh Tân, anh vừa mới làm gì phải không? Không. Anh nói đi, anh vừa mới làm gì phải không? Sao nó lại hiện màu đen lên vậy? Hả? Trời ơi. Mày quá, nó chưa xuất hiện. Em nghĩ là nó xuất hiện đó anh. Anh Tân ơi, em nghĩ từ là từ. Nó sẽ... Từ từ, đứng yên, đứng yên. Đừng di chuyển. Tân, đứng yên. Anh vừa okay, mày quá. Anh đập chưa? Em đập cái cục ở trên chưa? Rồi rồi, em đập cục trên đây rồi. Sao nó nguy hiểm quá vậy? Lấy gương đi, cái gương đi, cái gương đi, cái gương đi, cái gương đi. Ok, đây có gương, 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 đây có gương. Oh my god, nguy hiểm quá. Hai đứa giống kiểu chơi trò chọc chó quá ta. Anh biết không, em với anh lúc nào cũng chơi chọc chó đây anh. Thiệt quá. Ok, go chọc chó rất là bình tĩnh đúng không? Còn gu mà nó chọc chó con cái là thôi rồi luôn á. Em thường thì người ta chọc chó thì mình sẽ chặt. Ôi, mảnh thạch anh tím lại dùng để làm gì anh? Nó dùng làm bóng nhờm. À thôi, vô dụng. Thôi em sẽ không lấy. Anh là con sói phải không anh? Đúng rồi. Hồi nãy em giết mấy con skill là tại em có xương, anh muốn lấy không? Có quýnh mày à? Thì em tưởng là lại có thuốc hồi phục. Em có chai thuốc kinh nghiệm nè. Không thì đâu, nó... em thuốc hồi phục nào. Nhà anh có kiểu gì anh cũng phải cho em thôi. Ôi, ôi, hình như đây đây có cái gương kìa phải. Em quay rồi, tụi em vừa mới nghe tiếng gì vậy? Anh Tân ơi. Chết rồi cô ơi. Anh triệu hồi phải không anh Tân? Đúng rồi. Nó đang rất là gần em luôn á anh Tân. Em đi, em tránh xa, nó càng xa càng tốt mình ơi. Em biết ngay mà. Em đã hiểu rồi. Anh thấy nó rồi. Em với anh bây giờ phải tìm cách trốn hả? Ừ. Lần này thì anh ơi, nó đứng kế bên em nè. Anh đừng ơi, có dậm. Đừng có dậm, đừng có dậm vô. Đừng có dậm vô mấy cái cục gây tiếng động luôn nha. Tại vì dự ship mà dậm mấy cục đó nó cũng hiện qua đời lên á. Anh ơi, nó đứng kế bên em luôn. Mày đứng yên. Thật ra các bạn biết đó, mình cũng vừa đi mình vừa đi và mình vừa chết. Thì mình đã quyết định là mình sẽ TP qua anh Tân. Để mình xem bữa anh Tân sẽ làm được cái gì tiếp theo. Thì mình là người đã bị con Golden giết đầu tiên các bạn ơi. Ừ, lần này cũng vậy. Nó đang dưới chân kìa. Anh ơi, lại anh chưa biết là nó đối. Nó ba mặt một lời với em luôn anh. Bây giờ em đi, bây giờ em chỉ thôi em. Các bạn hãy thấy đó anh Tân ơi. Lần này tụi mình đi một cái nước quá sai rồi anh Tân, hiểu không? Nó kìa các bạn ơi. Oh my god. Thôi anh né đi, Quỳnh đứng nó đi, anh né nó đi. Hình như là nó chỉ tìm em rồi anh ơi. Anh Tân ơi. Nếu kìa bây giờ mình có cung tên thì mình sẽ bắn được cái con Golden này các bạn ơi. Nhưng mà không, mọi chuyện nó vô dụng khi mình là một con mèo. Ừ, nó sẽ rất là vô dụng nếu khi mà mình đang là một con mèo các bạn ơi. Còn anh Tân thì anh Tân đã bỏ đi rồi. Đồ của em ở đây nè Quỳnh ơi. Anh Tân biết cái gì không? Nó đang rất là gần em á anh Tân. Anh Tân ơi. Anh biết tại sao nó hay đánh mày rồi Quỳnh à? Tại vì con mèo của mày nó hay phát ra mấy âm thanh như mèo mèo á. Trời ơi.
thì mình và anh Tân quyết định là sẽ dừng cái video tại đây, tại vì nó quá là nguy hiểm các bạn ơi. Mình và anh Tân bye không hề anh đi vô trong đây đây. Ôi ê, ở trong đây nó có gì đây vậy? Ủa là cái gì á? Không biết nữa, nó có cái phòng gì trong đây nè. Từ chưa hẳn kết thúc video vì chúng ta vẫn còn cái gì đó trong đây. Thì ra là mình cũng không biết trong đây nó còn cái gì nữa. Nhưng mà nói chung thì chắc mình và mình tên là Quỳnh và anh đối diện mình tên là Tân xin kết thúc ngày video ngày hôm nay tại đây. Không, không có đâu Quỳnh. Nào. Ủa nào? Anh Tân nào? Mở cổng rồi kìa. Nào. Đó, cổng đó đang mở nè, thấy mở không? Ủa này cổng này ra đâu á? Ai biết. Mày đi ra ngoài hồi bị cắn á. Đó còn bây giờ thì bé Quỳnh và anh Tân xin được kết thúc video từ đây. Hẹn mọi người video mới nhất vào ngày mai nhé. Bye bye. Hồi cả các bạn chưa biết thì clip này chỉ toàn là anh Tân thôi. Bye. Đúng rồi đấy, là vậy đó.